Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một loại cây có chức năng trị cảm sốt một cách nhanh chóng, làm mát cơ thể luôn. Vâng, đây, cây này nó tương đối là thấp và ngắn và nó mọc sát đất, thế nên là mình phải tìm mãi mới ra. Chính là cây dấp cá các bạn, dấp cá. Đấy, tùy từng nơi thì có những tên gọi khác nhau. Rau diếp cá này. Thân này nó thì cao tầm 30-50cm thôi, mọc sát đất. Có lá hình gần giống hình trái tim. Cây này thì có hoa đây các bạn. Cây này cũng rất là dễ trồng thôi. Các bạn thấy chưa? Cây này rất dễ trồng, dễ sống. Ưa nơi có nhiều nước, đất ẩm ấy thì nó sẽ phát triển rất là tốt các bạn nhé, non mơn mởn luôn. Đây, rau diếp cá này thì thường là phục vụ cho ăn sống hoặc là nó công dụng trị cảm sốt. Ví dụ những bạn nào mà bị sốt cao ấy, chúng ta có thể dã ngay một nắm rau diếp cá này nhé để vắt lấy nước và uống. Khi thế như thế thì mình sẽ được hạ sốt rất là nhanh, hiệu quả. Nhưng các bạn nếu uống 1-2 lần thì có thể đỡ ngay được rồi. Trường hợp nào mà các bạn có nhiều run sán quá ấy, thì các bạn không nên lạm dụng cây này nhé. Tại vì nó mọc dưới đất ý, sợ nhiều khi là nó sẽ có chứa các cái ký sinh trùng ở bên trong và là gây ảnh hưởng tới đường ruột. Chúng ta dùng nên tham khảo một số ý kiến của bác sĩ hoặc là các chuyên gia và một số người có kinh nghiệm để sử dụng một cách đúng cách với loại cây này. Đấy, cây rất là non mơn mởn luôn. Cây này thì có vị hơi chua chua, nhiều người bảo nó tanh, ăn khó ăn ấy. Cây cảm giác kiểu là hơi mắc ở cổ là mình khó chịu. Nhưng mà với một số bạn ăn quen rồi thì mọi người lại bảo là cây này ăn rất là ngon, ăn mát, rất là thích ăn. Vị chua của nó kết hợp với các loại rau sống thì ăn rất là đảm bảo, mà lại còn tốt cho sức khỏe, thế nên được mọi người lựa chọn rất là nhiều. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn đến đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới. Đừng quên nút like, subscribe để đón xem các video mới của mình nha. Tạm biệt các bạn.